chào các bạn. Chúc các bạn buổi sáng thứ năm vui vẻ. Vâng, bây giờ là 8:30. Tôi đang trên đường đi làm. Đây trên đại lộ Đông Tây. Và đây là gầm cầu Ông Lãnh. Gầm cầu Ông Lãnh. Sáng nay tôi sẽ test thử cho các bạn xem cái góc nhìn của con camera của hãng Insta360. Tên của nó là OneX2. Đó, tôi gắn ở phía trước đây một cái càng dài lên khoảng độ 40 cm. Thì nó thấy cũng ổn, không có bị rung nhiều lắm và không có cản gì tầm nhìn cả. Vâng, sáng nay thì nắng hơi nhẹ, nếu mà nắng mạnh tí nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Đây là lần đầu tiên tôi gắn trên con Z400 này để test thử góc nhìn của nó, coi có thấy gì đông không, rồi có bị vướng cái gậy không. Con Insta360 này thì có khả năng xóa gậy. Bây giờ mình quay cái cam này thì sẽ có được nhiều góc nhìn. Nhìn trước, nhìn sau, nhìn trái phải và thậm chí là trên dưới luôn. Khi mình về mình diễn tập, mình sẽ có 6 góc nhìn căn bản. Con máy để hơi xa cho nên là mỗi lần mà mình điều khiển đấy, mình bấm start stop thì nó hơi với chút. Đó,